Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 37 Xin mời mở bản kinh ra Khoa chú Nguyễn Trung Trang 30 Mời xem kinh văn Hàng thứ nhất Phổ khoảng bạch ngôn Duy nhiên thế tồn Nguyện nhạo dục văn Đoạn này có thể không cần giảng Mọi người xem qua liền hiểu ngay Tiếp theo xem đoạn dưới đây Phật cáo phổ quản Bồ Tát Vị lai thế trung Nhược hữu Thiện nam tử Thiện nữ nhân Văn thị Địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Danh giả Hoặc Hiệp trưởng giả Tán thán giả Tác lễ giả Luyến mộ giả Thị nhân Siêu việt Tam thập kiếp tội đoạn kinh văn này hầu hết mọi người xem xong đều thấy rất khó tin rất khó tiếp nhận vì sao vậy đâu có chuyện dễ dàng thuận tiện như vậy một người nghe thấy danh hiệu bồ tát địa tạng hoặc chắp tay khen ngợi đảnh lễ luyến mộ những hiện tượng bình thường như vậy thì có thể sẽ qua khỏi tội báo trong ba mươi kiếp. Dường như khó tránh khỏi chuyện nói hơi quá. Làm gì có lợi ích lớn như vậy được chứ? Thật ra ở trong đoạn văn tự này, chữ mấu chốt là ở chữ thiện. Đây chẳng phải nói rất rõ ràng rồi sao Thiện nam tử thiện nữ nhân Không phải là người nam Người nữ thông thường Bạn nghe tên chấp tay Liền có công đức lớn như vậy Chúng ta Đọc kinh thường hay lơ là Sơ ý nên bỏ sót rồi Tiêu chuẩn của thiện Đây là kinh đại thừa Tiêu chuẩn thiện của kinh đại thừa Chúng ta liền dựa theo Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ để nói Dùng cái tiêu chuẩn này để nói Tịnh nghiệp tam phước Thấy đều làm được Mới gọi là thiện Bạn chỉ có thể làm được Hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất xác Tu thập thiện nghiệp Bạn là thiện cõi nhân thiên Kinh này là Kinh Đại Thừa bạn vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn này nếu như lại cộng thêm thọ trì tam quy giới luật đầy đủ không phạm oai nghi bạn cũng mới là thiện nhị thừa là thiện của thanh văn duyên giác vẫn còn kém hơn một cấp so với tiêu chuẩn này thiện này nhất định phải phát tâm bồ đề tin sâu nhân quả đọc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả hay nói cách khác Mười một câu đều làm được Người này nghe thấy danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng chắp tay khen ngợi Sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp Thế thì còn lời gì để nói nữa Chính mình có cái nền tảng này Lại cộng thêm Oai thần của Phật Bồ Tát Gia Trì Thì chúng ta có thể tin được cho nên thiện ở chỗ này không phải thiện nhỏ của phạm phu, đây là chữ mấu chốt. rất nhiều người đọc kinh nghe kinh, sau khi nghe xong liền sinh nghi hoặc không tin, là do không chú ý đến chữ này. đây là chữ quan trọng nhất ở trong đoạn này. Tiêu chuẩn này Há chẳng phải là phàm phu Tâm lượng lớn mà Trong Kinh Hoa Nghiêm nói hay sao Chúng ta là phàm phu Tại vì sao nói phàm phu tâm lượng lớn Phàm phu bạn phiền não chưa đoạn Họ không phải Bồ Tát Nếu như là Bồ Tát Thì kiến tư phiền não đoạn rồi Trần sa phiền não cũng đoạn rồi Cũng phá một phần vô minh rồi đó là thật chứ không phải là giả tam phước trong quán kinh họ thật sự làm được rồi đó là pháp thân đại sĩ không phải người thông thường chúng ta phiền não chưa có đoạn cũng tu theo pháp của bồ tát chúng ta cũng tu tuy tu mà phiền não chưa có đoạn đây gọi là phàm phu tâm lượng lớn tâm lượng lớn pháp môn bạn tu ngang bằng với pháp thân đại sĩ thế nhưng pháp thân đại sĩ phiền não đoạn rồi còn chúng ta phiền não vẫn chưa đoạn định nghĩa về thuật ngữ phàm phu tâm lượng lớn là như vậy chúng ta muốn đạt đến tiêu chuẩn của bồ tát là không dễ dàng đừng nói bồ tát mà nhị thừa Ngay cả Sơ quả tu đà hòa tiểu thừa Chúng ta ở trong đời này Muốn bước vào cảnh giới của các ngài Cũng là chuyện không dễ dàng Cũng không phải là có thể làm được Cho nên chúng ta dùng thân phận phàm phu Tu pháp môn tiểu thừa Tu pháp môn Bồ Tát Thậm chí là tu Đại Pháp Nhất Thừa Việc này không phải là không thể Đặc biệt là lời trong Kinh Hoa Nghiêm nói Một tức tất cả, tất cả tức một Từ sơ phát tâm là có thể tu Pháp môn của Bồ Tát Đẳng Giác Điều này đúng như lời trên kinh nói, hành bố bất ngại viên dung, viên dung bất ngại hành bố, hành bố là thứ lớp, viên dung là thoát khỏi thứ lớp. Hiển thị ra pháp giới vô chướng ngại. Cũng chính là nhắc nhở chúng ta, chúng ta có thể tu học Pháp giới vô chướng ngại Không phải không thể tu Không phải nói nhất định phải đến cấp bậc đó mới tu Phật Pháp khác với trường học ở thế gian Trong trường học thế gian Học trò lớp 1 Tuyệt đối không thể tu học khóa trình của lớp tiến sĩ Thế nhưng ở trong Phật Pháp thì được Người mới phát tâm học đã có thể tu pháp môn ở trên quả địa như lai trên quả địa như lai là pháp gì pháp bình đẳng cho nên mặc dù bồ tát đẳng giác trên quả địa như lai ngài cũng không từ bỏ pháp môn mà người sơ phát tâm đã tu người sơ phát tâm tu pháp môn gì vậy hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự thầy tổ phật cũng không bỏ đây gọi là một tức tất cả là khác với cách dạy học ở trong thế gian này từ đó cho thấy ở trong phật pháp không có thứ lớp cạn sâu bạn nói cạn cạn chính là sâu nói sâu sâu chính là cạn Hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự thầy tổ là rất cạn Là cho người mới vào cửa Phật học Nhưng Bồ Tát đẳng giác cũng phải tu Như Lai cũng phải tu Như định không có bỏ Cho nên cạn chính là sâu Pháp môn Như Lai thanh tịnh bình đẳng Cái này rất sâu Người sơ học chúng ta cũng có thể tu Sâu tức là cạn Cạn sâu không hai nên phật pháp được gọi là pháp môn không hai đạo lý là chỗ này chúng ta xem bộ kinh này hầu như những gì nói ra đều thuộc về sự tướng nhưng nếu từ trong những sự tướng này thể hội được nghĩa thú đạo lý sâu xa của nó đó chính là những gì trong phóng quan bát nhã đã nói là đạo lý rất sâu rất sâu đây là chữ mấu chốt đã nói ra chứ các vị rồi nghe thấy danh hiệu của bồ tát địa tạng danh là danh của thực thực là thực của danh có danh thì có thực nghe thấy cái danh hiệu này bạn liền có thể nghĩ đến bộ kinh này Danh hiệu là Đề Kinh Toàn bộ lý luận Phương pháp tu học Lợi ích công đức mà trên Kinh nói Đều có thể sinh khởi lên từ trong tâm Khi nghe thấy danh hiệu này Chắp tay là cung kính Tán thán là hoàng dương Đánh lễ luyến mộ là tu hành noi theo Bồ Tát Địa Tạng Học tập theo Bồ Tát Địa Tạng Như vậy mới được oai thần Không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng gia trị Họ mới có thể diệt tội Qua khỏi tội khổ Trong 30 kiếp là diệt tội Chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa này Thì không còn hoài nghi Mới biết được Lời Phật nói Là sự thật Tuyệt đối không phải là lời hư dối tuyệt đối không phải là lời khoa trương những gì nói ra hoàn toàn là sự thật ở chỗ này làm thế nào có thể đem bản thân mình nâng lên đến tiêu chuẩn của thiện điểm này rất quan trọng phật ở trên quán kinh nói rất hay Tam Phước 11 câu Nó là nói ở trên kết luận Đó là chánh nhân tịnh nghiệp Của ba đời chư Phật Vậy là nói minh bạch biết bao Nói rõ ràng biết bao Ba đời là nói đời quá khứ Đời hiện tại, đời vị lai Ba đời chư Phật từ trên nền tảng nào đã tu hành chứng quả vậy chính là tam phước cho nên tam phước là thiện nam tử thiện nữ nhân đã nói ở trong kinh điển tiêu chuẩn của thiện thiện tiểu thừa gồm bảy câu hai điều phía trước làm được rồi trong kinh tiểu thừa gọi là thiện nam tử thiện nữ nhân trong Kinh Đại Thừa nói Tiêu chuẩn của thiện Nhất định 11 câu thấy đều làm được Tùy chúng ta làm chưa viên mãn Chưa rốt ráo Nhưng nhất định phải làm Những ý nghĩa khác Mọi người có thể tham khảo từ trong chú giải Của Pháp Sư Thanh Liên Chú giải của Ngài Cũng rất hay Chúng ta tiếp tục xem kinh văn dưới đây Phổ quản Nhược hữu thiện nam tử Thiện nữ nhân Vẫn là chú trọng ở chữ thiện Hoặc thái họa hình tượng Hoặc thổ thạch Giao tất kim ngân đồng Thiết tác thử bồ tát Nhất kim nhất Lễ giả Thị nhân Bách phản sanh ư Tam thập tam thiên vĩnh Bất đọa ư ác đạo Giả như thiên phước tận Cố hạ sanh nhân gian Do vi quốc vương Bất thất đại lợi Lời ít mà chỗ này nói Nói thật ra con thù thắng hơn phía trước. Phía trước là nói diệt tội chứ không nói với bạn được phước. Diệt tội đương nhiên là được phước. Thế Tùng không có nói rõ cụ thể với chúng ta. Chỗ này thì nói rõ rất cụ thể. chỗ này tu phước chỉ nêu ra một thí dụ nói thật ra tu phước có quá nhiều quá nhiều cách thức chứ không chỉ có một loại cách thức này chúng ta từ một thí dụ nghĩa là từ một mà suy ra ba nghe một biết mười điều này vô cùng quan trọng đây là nói đắp nặng hình tượng bồ tát sự việc này có một số người không hiểu lý rốt ráo cho rằng phật giáo tạo ra nhiều hình tượng khác nhau như vậy nên nói là lễ bái tượng gỗ tượng đất Gọi chúng ta là đang lễ bái tượng gỗ tượng đất Gọi chúng ta là đang lễ bái tượng gỗ tượng đất Là biến thành đa thần giáo Đa thần giáo ở trong tôn giáo Là thuộc về tôn giáo cấp thấp Tôn giáo cấp cao chỉ có một vị thần Là một vị chân thần duy nhất Còn trong Phật giáo cái gì cũng lễ lại Thật ra Họ không hiểu được đạo lý này đạo lý này quá sâu quá sâu rồi không có người giảng cho họ biết chúng ta không thể trách họ được không có người nói cho họ thì sao họ có thể biết được chứ năm xưa ở đài loan tôi đã từng gặp một vị sĩ quan vị sĩ quan này dường như là làm công tác chính trị trong quân đội ông vào trong chùa của chúng tôi để dạo chơi liền nêu ra những vấn đề về tượng phật này ông hỏi cái này có ý nghĩa gì tạo nhiều tượng phật tốn nhiều tiền như vậy bởi vì tôi biết ông là người làm công tác chính trị nên tôi liền hỏi ngược lại ông tôi nói các anh làm công tác chính trị tại vì sao dán khẩu hiệu khắp nơi anh dán cái này có ý nghĩa gì ông nói dán cái này là để nhắc nhở mọi người chú ý tôi nói nếu như anh dán những khẩu hiệu này Nói thí dụ ở Đài Loan thường hay thấy Tam dân chủ nghĩa vạn tuế Khẩu hiệu này nhắc nhở mọi người Nếu như tạo một bức tượng tiên sinh tôn trung sơn Để ở nơi đó Há chẳng phải thù thắng hơn cái này sao Vâng, có đạo lý Tôi nói tượng Phật của chúng tôi cũng là đạo lý này Chúng ta dán một câu Nam Mô A Di Đà Phật Cái khẩu hiệu này Bạn nhìn thấy nhắc nhở bạn niệm Phật vậy nếu tạo một bức tôn tượng a di đà phật thế thì chẳng phải là thù thắng hơn sao là cùng một đạo lý mà nếu như bạn hỏi tại vì sao tạo nhiều tượng phật như vậy thế tại vì sao các bạn dán nhiều khẩu hiệu như vậy dán mấy mươi tờ mấy trăm tờ một tờ chẳng phải đủ rồi sao ông từ trong đây mới hiểu ra được cái ý nghĩa này ở trong phật pháp Danh hiệu hình tượng của Phật Bồ Tát Đều là Pháp tượng trưng Hay nói cách khác Là để nhắc nhở chúng ta tu học Phạm Phu thật sự là Mê hoặc điên đảo Người nào từng giây từng phút Đánh thức bạn vậy Nếu như thật sự có một người Từng giây từng phút lúc nào cũng căng dặn Đánh thức bạn Bạn lại cảm thấy người đó thật đáng ghét Nhiều lời Cho nên dùng loại cách thức này Thật sự đã đạt đến Phương tiện thiện xảo Đem danh hiệu Vẽ thành hình tượng Hình tượng đã tạo thành Tác phẩm nghệ thuật cao độ Bạn có thể thưởng thức bạn vĩnh viễn xem không biết chán Bạn nhìn thấy sanh tâm quan hỷ Bạn lại hiểu được ý nghĩa của nó Phạm là danh hiệu của Phật Hình tượng của Phật Đều là đại biểu cho tánh đức Tự tánh của chúng ta vốn đầy đủ Tự tánh xưa nay vốn là như vậy Phạm là danh hiệu Bồ Tát hình tượng bồ tát là đại biểu cho tu đức chúng ta mê mất tánh đức của mình rồi làm sao để khôi phục lại đây nhất định phải tu hành phải dựa vào tu đức nếu tu đức tương ưng với tánh đức vậy là chân thật tu hành nghĩa là tánh tu không hai bạn mới có thể Khôi phục tự tánh Đạo lý là ở chỗ này Tánh đức cùng với tu đức Đều là Sâu rộng Vô lượng Vô tận Cho nên Dùng một cái tên Một hình tượng Thì không cách gì biểu đạt rõ ràng ra được cho nên danh hiệu của chư phật như lai là rất nhiều nhiều đến mức không thể nghĩ bàn hiển thị đức năng trí huệ của bổn tánh là vô lượng vô biên không có cùng tận Tánh đức như vậy Thì tu đức Đương nhiên cũng như vậy Cho nên danh hiệu của Phật Bồ Tát Hình tượng của Phật Bồ Tát Cũng là vô lượng vô biên Nếu các vị đọc Kinh Hoa Nghiêm Bạn có thể nhìn thấy được Trong Kinh Hoa Nghiêm Những đại chúng tham gia Pháp hội này Đã là không tính từ cá nhân mà tính từ đoàn thể Đoàn thể còn phải đem nó quy nạp Quy nạp tổng cộng có hơn 170 đoàn thể Hiển thị Tánh tu đức tướng Là vô tận Vô tận Chúng ta cần thể hội sâu sắc Ý nghĩa này. Phật ở trên kinh thường nói: Pháp thế gian và xuất thế gian, nhất chân pháp giới cùng thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến đều là lời phật nói ở trên kinh có người đọc đến kinh này nghe thấy kinh này liền xin khởi hoài nghi tâm tôi hiện nay muốn biến tại vì sao không thể biến ra được lời phật nói dường như không linh so với thực nghiệm so với bản thân tôi vậy thật ra họ hoàn toàn không hiểu được cái gì gọi là tâm họ hiểu lầm rồi tâm là gì thức là gì họ xem vọng tưởng là tâm xem chấp trước là thức thế thì làm sao mà biến được chứ vọng tưởng phân biệt chấp trước là tác dụng của tâm thức không phải lý thể của tâm thức thí dụ như bạn tìm người mà tìm không đúng bạn xem người giúp việc trong gia đình họ là chủ nhân của gia đình đó thế thì làm sao được? Làm sao có thể làm nên chuyện được chứ? Người giúp việc nghe chủ nhân sai bảo, bằng phải tìm được chủ nhân thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Trong thiền tông nói rất hay, nếu người biết được tâm. Thì đại địa không còn một tấc đất Nếu bạn có thể nhìn thấy được tâm tánh Thì bạn không phải phạm phu Bạn chính là Phật Bồ Tát rồi Cho nên Nghiên cứu Giáo lý Nghe kinh cần có tâm nhẫn nại có nghi vấn thì có thể giữ mối nghi đó cổ đức nói tiểu nghi có tiểu ngộ đại nghi có đại ngộ đây gọi là nghi tình không phải hoài nghi nếu như bạn không thể hiểu đối với những gì kinh điển nói liền xin hoài nghi thế thì sai lầm rồi hoài nghi là gì bạn không tin bạn không thể tiếp nhận nghi là chướng ngại lớn nhất của bồ tát nói bồ tát là bồ tát đạo là chướng ngại lớn nhất cho sự tu hành của bồ tát vậy thì làm thế nào có nghi tin ta vẫn tin một cách thành kính phật nói cái lý này quá sâu rồi không phải cảnh giới của ta không phải trí huệ nông cạn hiện nay của ta có thể lý giải được ta tin điều này tin lời phật nói là không sai chăm chỉ tiếp tục không ngừng nỗ lực tu học đợi đến ngày nào trí huệ khai rồi thì vấn đề này liền giải quyết ngay nghi tình nhỏ trí huệ khai mấy phần thì vấn đề sẽ được giải quyết nghi tình lớn thì cần trí huệ phải khai đến một giai đoạn nào đó bạn mới có thể sáng tỏ cái này gọi là tiểu nghi có tiểu ngộ đại nghi có đại ngộ nếu như bạn hoài nghi không tin không chịu tiếp nhận thì bạn vĩnh viễn không có chỗ ngộ Cho nên nghĩa thú thậm thâm Cảnh giới bất tư nghị Mà trên kinh điển nói Bạn có nghi tình là chính xác Nhất định là phải dựa theo những lý luận Và phương pháp Phật nói trên kinh này Mà chăm chỉ tu học Phật Pháp từ đầu đến cuối là dạy mọi người khai trí huệ nghĩa là phá mê khai ngộ làm sao khai trí huệ đây trí huệ là khai từ trong thiền định tịnh độ tông chúng ta tuy không dùng danh từ thiền định này tịnh độ tông dùng là nhất tâm bất loạn tâm không điên đảo tám chữ này chính là thiền định mục đích của người niệm phật tu là ở chỗ này hiểu rõ đạo lý này Chỗ này chỉ nêu ra một thí dụ Trong vô lượng phương pháp tu học mà thôi Tạo tượng Công đức của tạo tượng không thể nghĩ mà Chỗ này liệt kê ra Rất nhiều chủng loại tạo tượng Hoặc giả là vẽ tranh Phát họa vẽ tranh đều được Hoặc giả là đắp nặng điêu khắc bằng đá bằng nhựa hiện nay loại hình tượng phật bồ tát này cũng rất nhiều hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển tạo thành mô hình tạo hình tượng phật bồ tát đã tinh xảo mà giá cả cũng rẻ Bên dưới đây là đúc tượng Phật Dùng kim loại Và hàng bạc Đồng sắt đúc tượng Phật Đúc tượng Phật Có thể lưu truyền lại dài lâu Hình tượng Phật Bồ Tát Đối với người tu học mà nói là để nhắc nhở từng giây từng phút nhắc nhở chúng ta tạo một tôn tượng bồ tát địa tạng sẽ có công đức rất lớn từng giây từng phút nhắc nhở chúng ta hiếu thảo cha mẹ tôn trọng thầy tổ Bồ Tát Địa Tạng biểu thị cho Đạo Hiếu Từng giây từng phút Nhắc nhở tâm địa của chúng ta Hàm chứa vô lượng kho báo Đó là hàm nghĩa của danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng này Phật ở trên Kinh Đại Thừa thường nói Trong tâm tánh chúng ta Có vô lượng trí huệ Vô lượng đức năng Vô lượng tài nghệ Mọi thứ đầy đủ viên mãn So với y chánh trang nghiêm Trên quả địa như lai Mà trong Đại Kinh nói là không hai không khác Những thứ này đều vốn đầy đủ trong tự tánh Tình Kinh Hoa Nghiêm nói thế giới hoa tạng của tỳ lô giá na phật trên kinh tịnh độ nói thế giới cực lạc của a di đà phật thế giới này xuất hiện như thế nào vậy là tự tánh vốn đầy đủ cho nên mới nói duy tâm tịnh độ chúng ta đã mê mất tự tánh nên ngày nay thế giới chúng ta sống tai nạn nhiều như vậy ngủ trượt ác thế ngủ trượt ác thế do đâu mà có vậy cũng là duy tâm ngủ trượt vẫn không có lìa khỏi tâm tánh giác ngộ rồi thì tâm tánh này liền biến thành tịnh độ mê mất rồi thì tâm tánh này biến thành uế độ tuy biến ra tướng khác nhau nhưng thể tánh năng biến là một cho nên nói tịnh uế không hai ai sống ở trong tịnh uế không hai vậy người giác ngộ người mê thì tịnh uế khác biệt quá lớn điều này nói như thế nào đây người giác ngộ không chấp tướng họ sống ở tình độ mà không chấp tướng tình độ sống ở quế độ mà không chấp tướng uế độ cảm thọ của họ là như nhau người mê chấp tướng ở trong tịnh độ chấp trước Tướng tịnh độ Họ sanh tâm ưa thích Ở trong uế độ Họ chấp trước tướng uế độ Họ sanh phiền não Sự việc nó là như vậy Nếu như bạn thật sự có thể không chấp tướng Vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều xá sạch Thì tịnh uế là không hai Cảm thọ của bạn là không hai Thọ dụng không hai Không phải nói Tịnh độ cùng với uế độ Biến thành giống nhau Không phải vậy Tịnh độ vẫn là tướng tịnh độ Uế độ vẫn là tướng uế độ Cảm thọ của họ không hai Thọ bình đẳng Phật nói Thọ của Phàm Phu Có năm loại Khổ lạc ưu hỷ xã Năm loại thọ này là của Phạm Phu Thánh nhân không có năm loại thọ này Thọ của thánh nhân gọi là chánh thọ Trên kinh thường hay nhìn thấy tam muội Ý nghĩa của tam muội phiên dịch ra chính là chánh thọ Tam muội là dịch âm tiếng phạn Chánh thọ chính là năm loại thọ khổ là ưu hỷ xã đều buông xả rồi. Thì hưởng thụ này của bạn mới gọi là chánh thọ. Nơi mà chánh thọ nương là trí huệ chân thật. Chỗ thọ của phàm phu nơi họ nương là vọng tưởng phân biệt chấp trước chỗ họ nương vào là chỗ này. Cho nên trong cảnh giới của họ có khổ là có ưu hỷ. Tại vì sao cùng tâm tánh giống nhau lại biến hiện ra sắc tướng khác nhau vậy? Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Tùy tâm tánh là một Chân tâm bổn tánh Thuần nhất thanh tịnh Tướng nó hiện Gọi là nhất chân Pháp giới Nhưng ở trong thuần nhất thanh tịnh khi nó khởi tác dụng dường như lại có tạp nhiễm nhà pháp tướng duy thức học có nghiên cứu rất sâu đối với hiện tượng này họ phân tích rất tinh tế kinh luận của pháp tướng duy thức vô cùng phong phú nói rõ tâm tánh khởi tác dụng hiện ra tướng trạng đủ dạng diễn biến hư không pháp giới vô lượng vô số chúng sanh Đều là do tình thức biến hiện ra Lý ở trong đây quá sâu rồi Tại vì sao nó có thể biến Tại vì sao biến thành nhiều như vậy Tại vì sao biến ra lại không chỉnh tề Đây là một đại học vấn Nếu như nói vấn đề này bạn sẽ có nghi hoặc bạn rất khó tiếp nhận vì chúng ta từ một thí dụ đơn giản dễ hiểu để nói thử xem bạn có thể dễ tiếp nhận được hay không buổi tối bạn ngủ có nằm mộng hay không mọi người đều có kinh nghiệm nằm mộng tại vì sao ở trong mộng xuất hiện nhiều nhân vật như vậy Xuất hiện ra nhiều chúng sanh như vậy. Cái tạo nên cơn mộng là tâm ý thức của bạn, tại vì sao tâm ý thức của bạn biến ra phức tạp như vậy? Ở trong mộng cũng có người tốt, cũng có người xấu, cũng có người bạn thích, cũng có người bạn ghét. Tại vì sao bạn không tạo ra cơn mộng thấy đều là người bạn thích, không có người nào bạn ghét? Tại vì sao không được? Đạo lý này rất gần, rất giống với điều này bạn hãy từ từ mà nghiên cứu bạn hãy suy nghĩ nghiên cứu tại vì sao trong mộng lại xuất hiện người tốt người xấu vừa thích vừa ghét bạn hãy nghiên cứu thử xem thật ra nếu không thể nghiên cứu ra thì bạn đọc nhiều kinh điển pháp tướng tông một chút đây chính là truy thức sợ biến thức là a lại da thức a lại da thức hàm chứa hạt giống nghiệp tập có thiện có bất thiện khi sức mạnh ý chí của bạn không thể khống chế chính mình thì những hạt giống này nó liền khởi hiện hành Sở hiện hành nó liền biến ra huyện tướng Hiện tượng trong mộng là huyễn tướng Cảnh giới trước mắt chúng ta đây Phật ở trên kinh chẳng phải nói là Mộng huyễn bọt bóng Cũng không phải thật Con người chúng ta sống ở thế gian Mấy mươi năm rất ngắn ngủi Dường như nhìn thấy hiện tượng này Nó thật ra hiện tượng này là đang chuyển biến theo từng sát na Không phải là bất biến Chúng ta là bị mê hoặc bởi tướng tương tục Theo sát na Cho rằng nó là thật Không biết được cái tướng này là giả Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng bị tướng hư vọng tương tục mê rồi cho rằng đây là thật ở trong đây khởi tâm động niệm tạo tác tất cả nghiệp thiện bất thiện nghiệp thiện bất thiện có thể thay đổi cái hình tướng này cho nên phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh sự thay đổi này là đang thay đổi một cách âm thầm chứ không phải do bạn nghĩ tôi muốn biến thành trâu tại vì sao nó không biến ra thành trâu đó là bạn khởi vọng tưởng bạn khởi một niệm thiện quả thật là ảnh hưởng đến đất đai núi sông y báo chuyển theo chánh báo nói gần hơn một chút bạn khởi một niệm thiện thì tướng mạo của bạn sẽ thiện bạn khởi một niệm ác thì tướng mạo của bạn liền ác tướng chuyển theo tâm mà không những tướng chuyển theo tâm mà thể chất cơ thể cũng chuyển theo tâm mở rộng ra bên ngoài là y báo đất đai núi sông y báo cũng chuyển theo tâm y báo chuyển theo chánh báo đạo lý nó là như vậy cho nên chúng ta đắp nặng hình tượng phật bồ tát đây chính là làm tăng thượng duyên cho thiện tâm thiện niệm của chúng ta chúng ta nhìn thấy tượng phật nhìn thấy tượng bồ tát thì xin khởi lên thiện tâm thiện niệm lợi ích công đức là ở chỗ này chim chính là quán tượng niệm phật bốn loại niệm phật trong pháp môn niệm phật nhìn tượng phật nhìn tượng phật trong tâm liền sanh khởi cái vị phật này vị bồ tát này hành nghi cả đời của ngài cho nên nhìn bồ tát địa tạng liền nghĩ đến đại nguyện mà bồ tát nhiều kiếp đã phát chúng ta phải noi theo nghĩ đến bồ tát trong đời quá khứ làm bà lã là môn nữ làm quan mục nữ nhìn thấy người thân quyến thuộc của mình tạo tác tội nghiệp đọa lạc tam độ cô phát tâm như thế nào để cứu vớt họ quay trở lại suy nghĩ người thân của mình quyến thuộc của mình không hiểu được phật pháp cũng tạo biết bao nhiêu tội nghiệp cũng đọa tam độ Bạn có phát tâm đi cứu vớt họ hay không? Ở trong Chim lễ Xanh tâm phát nguyện Nếu như không nhìn thấy tượng Phật Thì quên mất sự việc này rồi Cho nên đắp nặng tượng Phật để ở nơi đó là để từng giây từng phút nhắc nhở mình Nếu như bạn thật sự Hiểu rõ đạo lý Hiểu rõ chân tướng sự thật Chân tướng sự thật là gì? Tất cả chúng sanh Đều là cha mẹ Người thân quyến thuộc của chúng ta trong đời quá khứ Chúng ta có đời quá khứ Quá khứ vô lượng kiếp Người thân quyến thuộc Cha mẹ sanh ra ta trong vô lượng kiếp Không biết là có bao nhiêu Hiện nay rải rác phân bố khắp lục đạo Khắp thập pháp giới Người nào ở pháp giới tứ thánh ở cõi trời vậy thì tốt rồi không có vấn đề gì nếu như một số người vẫn rải rác phân bố ở trong lục đạo ở trong tam đồ thì khổ không thể tả rồi chúng ta có sanh khởi lên ý nghĩ cứu hộ này hay không Phật ở trên kinh nói lời này là thật Là sự thật Phạm phu chúng ta chỉ biết được Cha mẹ đời này Chứ không biết được cha mẹ đời trước Cho nên Phật nói Tất cả chúng sanh là cha mẹ quá khứ Chư Phật dị lai của chúng ta Chúng ta nhìn thấy tất cả chúng sanh thọ khổ, thọ nạn thì phải xem họ là cha mẹ thân thuộc của chính mình đang ở nơi đó thọ khổ thọ nạn thì tự nhiên sẽ sanh khởi lên tâm nguyện cứu vớt ngay người mê nhìn thấy người khác thọ khổ thọ nạn là giống như không có liên quan gì với ta đây là họ không biết thực tướng các pháp bồ tát biết phàm phu không biết bồ tát địa tạng biết rõ cho nên nhìn thấy tất cả người thọ tai nạn thì giống như chính mình đang thọ vậy tâm từ bi mới có thể thật sự sanh khởi lên tuyệt đối không thể nói ngồi thấy đó mà không cứu không có đạo lý này chúng tôi ở trong các buổi giảng cũng đã từng báo cáo qua với các vị tâm nguyện quan tâm yêu thương cứu vớt nhất định là có Thế nhưng trên sự thật Có những chỗ chúng ta không thể làm được Đây chính là nói có chướng duyên Có chướng ngại Ngày nay chúng ta nhìn thấy toàn thế giới Có nơi bị nạn lục Có nơi bị hạn hán có một số nơi bị động đất sóng thần đủ thứ tai họa thiên nhiên và còn có chiến tranh giết hại lẫn nhau thiên tai nhân họa người bị giết rất đáng thương người giết người cũng đáng thương Giết người là tạo tội nghiệp cực nặng Họ tạo tội nghiệp này Tương lai phải đọa tam độ Không những tương lai đọa tam độ Mà tương lai còn phải đền nợ mạng Không phải nói giết rồi thì hết chuyện Đời này bạn giết họ Đời sau họ lại làm người Rồi giết bạn trở lại Đời đời, đời kiếp kiếp Giết qua giết lại không bao giờ dứt bạn nói đáng thương biết bao bi thảm biết bao chân tướng sự thật này phật bồ tát biết đạo lý ở trong đây cũng chỉ có phật bồ tát biết rõ chúng ta học phật nghe lời giáo huấn của phật đọc lời khuyên bảo của phật chúng ta cũng dần dần tỉnh ngộ ra dần dần cũng hiểu rõ chân tướng sự thật thế là cũng có thể quên mình vì người Giống như chư Phật Bồ Tát vậy Vì xã hội phục vụ Vì nhân dân phục vụ Vì chúng sanh mà phục vụ Thật sự Làm được trí công vô tư Hết lòng hết sức Loại bi nguyện Đại từ đại bi Sự hành trì đại từ bi này là đắc lực từ lời giáo huấn của Phật. Thế nhưng chúng ta là phàm phu, tập khí phiền não rất nặng, thường hay quên mất lời dạy của Phật. Trong nội tâm của mình Có thị phi nhân ngã Tham sân si mạng bên ngoài có sự cám dỗ của tài sắc danh thực thùy ngũ dục lục trần sức mạnh này rất lớn từng giây từng phút chúng ta quên mất những thiện tâm thiện nguyện này thuận theo ác duyên lại khởi niệm ác khởi lên ý nghĩ tham sân si chạy theo cám dỗ bên ngoài lại đi tạo tội nghiệp. Ai đến nhắc nhở chúng ta chỉ có dựa vào hình tượng Phật Bồ Tát. Cho nên tại vì sao Tổ sư Đại Đức khuyến khích người học Phật, học Phật ở trong nhà nhất định phải thờ cúng tượng Phật. Thờ cúng tượng Phật mục đích là ở chỗ nào vậy? Là từng giây từng phút nhắc nhở mình. Dụng ý là chỗ này Không phải xem Ngài là thần linh để lễ lại Cầu khẩn Ngài phù hộ bản thân quan phát tài Không phải như vậy Như vậy thì đích thực là làm chuyện mê tín rồi Thờ cúng Bồ Tát Địa Tạng Là từng giây từng phút nhắc nhở bạn Phải hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự thầy tổ Từng giây từng phút nhắc nhở bạn Phải cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn ý nghĩa là như vậy cho nên cái hình tượng này thờ cúng ở nơi đó có vô lượng công đức đây là nói đối với một người học phật vậy đối với người không học phật mà nói thì lợi ích cũng rất lớn trong phật pháp thường nói nghe danh hiệu phật bồ tát vừa qua căng tay vĩnh viễn thành hạt giống đạo Bất luận là bạn hữu tâm hay vô tâm Hữu ý hay vô ý Khi nghe thấy danh hiệu Phật Bồ Tát Thì hạt giống kim cang sẽ gieo vào trong A là gia thức Tai nghe có lợi ích như vậy Mắt thấy cũng có lợi ích giống như vậy Mắt bạn nhìn thấy Hình tượng Phật Bồ Tát Nhìn thấy Nhìn thấy được danh hiệu của Phật Bồ Tát Đó là Vừa qua căng mắt Cũng là vĩnh diễn thành hạt giống đạo Lợi ích này Trong đời này chưa có đạt được Thì đời sau, đời sau nữa Lại gặp được duyên Hạt giống này sẽ khởi hiện hành Sẽ có tác dụng rồi Đây là nói đối với người không tin Phật Pháp Cũng có lợi ích thù thắng Cho nên Bạn muốn hỏi ngày nay toàn thế giới Có người nào không học Phật Tôi nhìn thấy mọi người đều học Phật Tôi nhìn thấy rất quan hỷ Tôi nhìn thấy điều gì Cơ đốc giáo học Phật rồi Thiên chúa giáo cũng học Phật rồi Hồi giáo học Phật rồi Do Thái giáo học Phật rồi Đều học Phật rồi Vì sao vậy? Trong miệng họ đều biết đến Phật Nhất là hiện nay Thiên Chúa Giáo đang dẫn đầu Hiện nay nghe nói Mục sư của cơ đốc giáo cũng xem Đại Tạng Kinh Bạn nói xem cái thiện căn này Gieo xuống sâu dày biết bao cho nên chúng tôi nhìn thấy những tín đồ Mục sư Giáo sĩ Hồi giáo Ngoại giáo này Tôi đều chấp tay xưng là Bồ Tát Họ là Bồ Tát thật Không phải là Bồ Tát giả Hình tượng này của chúng ta Họ vừa nhìn thấy Liền sanh khởi lên ý nghĩ Phật ngay Cho nên các vị phải biết Người xuất gia có công đức rất lớn Dù phá giới công đức cũng tột bực Bạn cũng không cách gì sánh bằng được hình tượng này của bạn đi ra ý nghĩ phật bồ tát ở trong tâm người ta làm sao có thể sanh khởi được chứ không thể sanh khởi được như chúng ta vừa cạo đầu mặc bộ y phục này vào đi đến đâu cũng có thể khiến trong tâm tất cả chúng sanh nghĩ đến phật liền nghĩ đến bồ tát cho nên đi ra ngoài một chuyến thì biết bao nhiêu người đã gieo thiện căn Tại vì sao gọi người xuất gia là một trong tam bảo Bảo là ở chỗ này Ai có thể sánh nổi chứ Giữ giới hay phá giới Thì hãy bàn luận lúc khác Chỉ nói riêng khiến tất cả chúng sanh Khởi lên ý niệm Phật Bồ Tát Thì công đức này là không thể nghĩ bàn rồi Nếu bạn thật sự hiểu rõ đạo lý này Chỗ này hãy chú ý Thiện nam tử, thiện nữ nhân họ đắp nặng hình tượng bồ tát cho thấy tâm nguyện rộng vô lượng vô biên bức tôn tượng này độ tất cả chúng sanh họ tu công đức thù thắng như vậy một trăm lần qua lại cõi trời thứ ba mươi ba không đọa ác đạo Lợi ích này không được xem là quá lớn Sánh với công phu tu của họ Thì họ xứng đáng nhận được Chúng ta còn hoài nghi gì nữa chứ Cho nên sau khi rõ lý rồi Thì nhìn thấy sự sẽ không còn hoài nghi nữa Phần trước nói qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp Chỗ này nói 100 lần Sanh về cõi trời thứ 33 Cõi trời thứ 33 là trời đau lợi Hưởng thiên phước Không đọa ba đường ác Đây là Phước của Đắp nặng hình tượng Bồ Tát Sau đó họ vẫn còn dư phước Giả như thiên phước tận cố Hưởng phước trên trời đã hưởng hết rồi Một trăm lần Một trăm lần này phước hưởng hết rồi Họ vẫn còn dư phước Dư phước này hạ sanh nhân gian Do vi quốc vương bất thất đại lợi đến nhân gian vẫn là hưởng phước báo nhân thiên nhân gian phước báo lớn nhất vào thời cổ đại là làm đế dương ngày nay hầu hết mọi người không chịu nghiên cứu sâu cái lý ở trong đó mê theo dân chủ mọi người tán thán dân chủ trào lưu hiện nay là như vậy nếu chúng ta phản đối dân chủ thế thì nguy to thật ra người chân thật có học vấn họ đem đế chế thời cổ đại là một cuộc so sánh thật tỉ mỉ cùng với chế độ dân chủ hiện nay thấy cái thời đế chế đó có nhiều điều hay lợi ích của chế độ dân chủ không bằng đế chế nếu như các vị đọc lịch sử cho thật kỹ quan sát thật kỹ quân chủ cũng có chỗ bị lỗi trong dân chủ chẳng lẽ không có lỗi lầm hay sao mỗi cái đều có lợi hại nếu bạn nếu bạn bình lặng mà tư duy mà quan sát thế gian này muốn tìm một loại chế độ chỉ có lợi mà không có hại là không thể tìm ra là không thể một chế độ tốt đi nữa nhà già nói rất hay Người cầm quyền còn sống Thì chủ trương chính trị của họ được tôn lên Khi họ mất thì nền chính trị đó cũng mất theo Tóm lại là do con người làm nên Nhà Phật nói Người có thể hoàng đạo Chứ không có chuyện đạo hoàng người Phật Pháp thật sự là Cứu cánh viên mãn Thế nhưng muốn hoàng dương Phật đạo Cũng phải dựa vào con người Nếu như người này không có đức hạnh Họ hoàng đạo thì đạo này biến chất ngay Bản thân đạo không có lỗi lầm Vào trong tay họ liền biến thành có lỗi lầm những đạo lý này nhất định không được nói là bảo sao nghe vậy chúng ta nghe người ta nói phải tư duy cho thật kỹ vào thời cổ đại tôi vô cùng yêu thích chế độ thời xưa điểm này cũng được ảnh hưởng từ tiên sinh phương đông mỹ tiên sinh phương khâm phục nhất là chu lễ thầy trước sau tổng cộng nói với tôi đến mười mấy lần thầy nói chu lễ là hiến pháp tốt nhất xưa nay trong và ngoài nước trên toàn thế giới chu lễ là do chu công đặt ra con cháu đời sau của Triều Chu Nếu như hoàn toàn căn cứ Theo phương pháp này mà làm Thì không bị mất nước Chế độ quá hoàng mỹ Thầy Phương nói những lời này Mục đích là hy vọng tôi đi đọc bộ sách này Thế nhưng bộ sách này tôi chỉ lật qua một lượt Sau khi lật qua mấy trang tôi không có đọc ở trong tam lễ tôi chỉ đọc lễ ký còn chu lễ và nghi lễ tôi cũng chưa đọc qua bởi vì về sau học phật rồi tôi không còn hứng thú với chính trị nữa rồi những điều trong lễ ký nói có rất nhiều điểm có quan hệ với giới luật của chúng ta đây là chỗ đáng để tham khảo đến đầu năm dân quốc tiên sinh tôn trung sơn nghĩ ra cách thức này thì cũng rất hay nhưng vô cùng đáng tiếc là không có người có thể tiếp tục nó đem nó phát huy rạng rỡ đây là điều vô cùng đáng tiếc tiên sinh tôn đọc sách rất nhiều biết thực là học rộng nghe nhiều ông có trình độ rất sâu đối với nền quốc học Trung Quốc đối với những tri thức của phương Tây ông cũng vô cùng phong phú sở dĩ ông nghĩ ra phương pháp này là chọn lấy ưu điểm của quân chủ cùng với dân chủ tránh đi chỗ thiếu sót của hai loại này lý tưởng của ông là như vậy phát minh ra chủ nghĩa tam dân hiến pháp ngũ quyền một đảng chuyên chính trong ý tưởng của ông không phải là chính trị đa đảng là một đảng chuyên chính một đảng này hình thành như thế nào là thay thế cho một gia tộc đế dương thời xưa thời xưa đế dương thống trị quốc gia họ là một gia tộc thống trị chúng ta hiện nay dùng một đảng đem người có trí huệ người có tài năng trong cả nước tập trung lại với nhau chúng ta ra thống trị quốc gia một đảng chuyên chính đây chính là có ưu điểm của quân chủ Chọn lấy ưu điểm của nó Ông dùng hiến pháp ngũ quyền Dùng cái này Đạt đến mục tiêu chính thể lập hiến Đây là chọn lấy ưu điểm của dân chủ Ý tưởng của ông nghĩ rất hay Nhưng đáng tiếc sau khi ông qua đời rồi không có ai hiểu được chủ nghĩa tam dân tôi thường hay than tiếc cho ông là ý tưởng hay nguyên nhân căn bản của ông mới thật ra cả đời ông bôn ba khó nhọc sau khi lật đổ mãn thanh không được mấy năm ông đã qua đời rồi. Tuổi thọ của ông quá ngắn. Nếu như ông có thể sống thêm 20 năm thì sức ảnh hưởng đó sẽ rất lớn. Giả lại điều quan trọng nhất suy cho cùng vẫn là ở giáo dục. Cổ thánh Tiên Vương xưa xây dựng nên một chính quyền có thể kéo dài mấy trăm năm nhân tố cho sự thành công của họ ở chỗ nào vậy là ở giáo dục chính quyền triều hán là do hán cao tổ lập nên nhưng đến đời thứ hai hán vũ đế liền lập nên chính sách giáo dục quốc gia sau khi chính sách giáo dục này của ông xây dựng nên Tuy Trung Quốc trong 2000 năm thay đổi triều đại Chính quyền đổi dời Nhưng tông chỉ giáo dục trước sau không thay đổi Điều này rất tuyệt diệu Sau khi Hán Vũ Đế đặt ra mãi cho đến thời Mãn Thanh cũng không thay đổi Điều này cũng thật không thể nghĩ mà Các vị suy nghĩ xem Tông chỉ giáo dục này nếu không phải rất hay Thì tại vì sao đế dương đời sau không thay đổi nó Nền giáo dục này là nền giáo dục luân lý đạo đức Tôn sùng khổng mạnh Lấy tư tưởng khổng mạnh làm xu hướng chính cho giáo dục Trung Quốc lại phối hợp với bách gia chư tử nữa lấy nho gia làm chủ cho nên giáo dục là dạy cái gì dạy luôn thường hay nói cách khác dạy bạn hiểu được quan hệ giữa người với người cái này thành công rồi biết được quan hệ vợ chồng quan hệ cha con quan hệ anh em quan hệ giữa người lãnh đạo với người bị lãnh đạo, tức là quan hệ vua tôi bạn bè, bạn mới có thể làm một con người hoàn mỹ, mới biết cách làm người. Sau đó là dạy bạn quan hệ giữa con người với tất cả dạng vật. Dùng cách nói hiện nay để nói, bạn mới biết tôn trọng sinh thái tự nhiên. Bảo vệ sinh thái tự nhiên Khiến cho hoàn cảnh sống của chúng ta càng tốt đẹp hơn Cuối cùng dạy cho bạn Quan hệ giữa con người với thiên địa quỷ thần Đây là tông chỉ phương châm giáo dục Của Trung Quốc hai ngàn năm nay Cho nên giữa con người với nhau Có tình cảm sâu dày Có đạo nghĩa Hiện nay nếu như nền giáo dục này không dạy nữa, dứt bỏ hết rồi. Đem chủ nghĩa vị lợi của phương Tây về. Điều này thật nguy hiểm. Thiên hạ chỉ có đại loạn, không thể có thái bình. Vì sao vậy? Mỗi người đều tranh lợi, vậy thì có nguy hiểm hay không? Tranh danh đoạt lợi, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào. Thì thế gian này còn có cuộc sống thái bình nữa sao? ngày nay phương tây đã cảm nhận được sự sung kích rất lớn gặp phải khó khăn rất lớn rồi họ hiện nay đang tư duy đang nghiên cứu tri thức của trung quốc nước mỹ hầu như mỗi một đại học đều có trung tâm hán học họ đang nghiêm túc nghiên cứu những tri thức truyền thống cổ xưa của trung quốc nghiên cứu tri thức cổ xưa của ấn độ hy vọng từ trong đây tìm được những nguyên lý và nguyên tắc có thể cứu vãn xã hội hiện nay nếu như hiện nay bạn hiểu được một chút rất thô sơ về những tri thức này bạn đến những trường đại học này của nước ngoài để diễn giảng thì sẽ vô cùng được hoan nghênh Tôi biết rất cạn tật, Chỉ một chút ngoài da Nhưng tôi ở trong những trường học này của nước ngoài Chỉ nói qua đôi điều cũng vô cùng được quan nghênh Họ nghe cảm thấy rất hiếm lạ Nghe được những điều chưa từng nghe Nói Trung Quốc vẫn còn những điều hay như vậy Đáng tiếc là không có người đi giới thiệu Đoạn kinh văn này Pháp Sư Thanh Liên ở trong chú giải Nêu ra cho chúng ta Mấy điều tư liệu tham khảo Rất quan trọng Ở trong đây quan trọng nhất Là khi đắp nặng tượng Phật Phải dùng tâm cung kính Phải dùng tịnh tài tịnh vật Biểu thị cho sự thành kính, cung kính Thì mới có thể sanh ra cảm ứng đạo giao Vẽ tranh Bạn thử xem Người thời xưa Người hiện nay đã rất ít rồi Vẽ bức hình Phật này Trước khi vẽ hình Phật Nhất định phải tắm rửa thân mình tay chân sạch sẽ và mặc vào bộ y phục sạch sẽ có khả năng thì nhất định phải đổi bộ y phục mới không có khả năng thì y phục nhất định phải giặt cho thật sạch sẽ biểu thị cung kính giấy viết dùng tuyệt đối không làm vào những việc khác viết dùng vẽ hình phật là để, để vẽ hình phật tuyệt đối không được đem đi viết những thứ khác chỉ chuyên dùng cũng là biểu thị cho lòng cung kính tài vật tiền tài cần dùng đến đều là tịnh tài là tiền của ở trong bổn phận của mình xứng đáng có được tuyệt đối không dùng tiền của không trong sạch không trong sạch nghĩa là ta không xứng đáng có được không phải tiền của ta ta dùng phương pháp khác để lừa gạt mà có hoặc giả là uy hiếp ép buộc họ không thể không đưa đến loại tiền của này gọi là tiền của không trong sạch dùng tâm thanh tịnh tài vật thanh tịnh để tạo tượng. Chỗ này ở trang 32. Các vị hiện nay có quyển sách này, trang 32 của chú giải, đến ngược đến hạng thứ hai, câu sau cùng. Hữu bất hứa tạo bán thân tượng, thiện tướng bất khởi, đọa lạc sanh tử. Hy vọng mọi người phải chú trọng câu này hiện nay có rất nhiều nơi thờ cúng tượng phật bán thân tượng bồ tát bán thân còn có nơi chỉ thờ đầu của phật bồ tát thờ cúng như vậy là tạo tội nghiệp quả báo này nhất định là ở địa ngục thờ cúng tượng phật bán thân thì đã là mang tội nghiệp không nhẹ rồi đọa lạc sanh tử không có công đức cho nên vẽ hình ảnh bồ tát cũng phải vẽ cho hoàn chỉnh cũng phải vẽ hình toàn thân không được phép vẽ hình bán thân bất luận là tượng ngồi hay là tượng đứng cũng phải toàn thân điều này phải đặc biệt chú ý chúng ta tạo hình người thì có thể tạo hình bán thân không có vấn đề gì chứ hình phật bồ tát thì tuyệt đối không nên hình người có thể tạo hình bán thân bạn nói xem có hình người nào chỉ vẽ một cái đầu chứ không có gì khác điều này ở trong phong tục tập quán của chúng ta gọi là điều không lành đầu bị người ta chặt xuống rồi đâu có thể nào làm như vậy được đây là điều không nên ngài ở chỗ này có một câu như vậy đặc biệt nhắc nhở các vị đồng tu ở trong chú giải ngài trích dẫn một đoạn trong kinh công đức tạo tượng Nếu người lúc lâm chung Ở hàng thứ hai trang 33 Câu cuối cùng của hàng thứ hai Kinh công đức tạo tượng nói là Nếu người lúc lâm chung Thốt lên lời nói tạo tượng Thậm chí tạo tượng Nhỏ như hạt lúa mạch Đây là lúa Đại Mạch Tức là tạo tượng Tượng đó rất nhỏ Chỉ lớn bằng hạt lúa Đại Mạch vậy Đây là nói tượng rất nhỏ Có thể trừ được tội trong 80 ức kiếp ba đời được 11 công đức Tạo tượng nhỏ như hạt lúa Cũng được công đức lớn như vậy Huống hồ là tạo tượng Phật Tượng Bồ Tát lớn Đạo lý này chúng ta phải hiểu Có lẽ hiện nay Có một số người xem thấy lời nói này Đều tranh nhau tạo tượng Phật lớn tranh nhau tạo tượng bồ tát lớn họ tạo cái tượng này có thể được công đức lớn như vậy hay không thử xem phía trước nếu như là tiền của không trong sạch thì không có được công đức này cho nên tạo tượng nhất định phải cân nhắc khả năng của mình miễn cưỡng gom góp cho thật nhiều tiền của không trong sạch thì việc tạo tượng này là không đúng như pháp cho nên tạo tượng là mọi người đều có thể tạo và công đức đạt được mọi người đều khác nhau khác nhau là gì bạn phát tâm tạo tượng khởi tâm của bạn vì sao động ý nghĩ muốn tạo tượng này động cơ của bạn là gì nếu như tôn tượng này thật sự là để cho tất cả chúng sanh gieo trồng thiện căn gợi cho đại chúng suy nghĩ về hiếu thì công đức này là rất lớn nếu như cái động cơ này là để trang nghiêm đạo tràng này của tôi chứng tỏ đạo tràng của tôi thù thắng hơn của người khác ở trong đây có tâm cao thấp như phật nói là tâm cao thấp hơi giống như thi đua vậy thì cái tâm này là không tốt tâm này là tâm háo thắng mặc dù tâm háo thắng này cũng có công đức rất lớn Tương lai rơi vào cõi nào vậy? Cõi Atula Cõi Tu La Trong Kinh Lăng Nghiêm nói cho chúng ta biết Phước báo lớn nhất là Atula cõi trời Kế đến là Atula cõi người Kế đến nữa là Atula cõi súc sanh Atula cõi ngạ quỷ Bốn cõi này đều có Atula chỉ có ở trong địa ngục không có Atula. Cho nên Atula ở cõi nào thì xưng hô theo cõi đó. Do đó, trong kinh Phật thường nói ngũ thú, ngũ thú không nói Atula, Atula ở cõi nào thì tính họ ở cõi đó. Nói lục đạo là chỉ riêng cho Atula cõi trời. Có thể thấy trên kinh Phật thường nói, nhân địa không thật sẽ chiêu cảm quả báo không ngay. Phát tâm ban đầu của chúng ta là gì? Tại vì sao phải làm như vậy? Cho nên thật sự tạo tượng là để làm rạng rỡ Phật Pháp, lợi ích chúng sanh, thì công đức này là lớn rồi. Ngay bên dưới nói 11 loại công đức đều liệt kê ra ở chỗ này mỗi loại công đức đều có nghiệp nhân của nó đều có nhân duyên của nó nhất định phải tương ưng với nhân duyên duyên tương ưng có nhân ác có duyên sau đó mới có quả báo thứ nhất là đời đời mắt trong sáng tại vì sao mắt trong sáng thường hay nhìn hình ảnh phật bồ tát cho nên được quả báo này cho nên sau khi chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi ở nhà các cư sĩ tại gia trong nhà bạn bố thí phòng khách không nên treo những bức tranh màu mè không có ý nghĩa nữa cũng đừng nên tìm những bức tranh chữ của danh nhân đều là những thứ nhiễu loạn tâm tính nên treo cái gì hình ảnh phật bồ tát bốn phía trong phòng khách đều có thể treo được bất luận ngồi chỗ nào bạn cũng có thể nhìn thấy ảnh phật tốt nhất tâm niệm phật nếu như là chuyên tu tịnh độ nói lời thành thật chọn một bức hình phật bốn phía đều treo ảnh phật giống nhau giống như niệm phật đường của cư sĩ lâm chúng ta hiện nay toàn bộ đều là treo hình ảnh của a di đà phật dường như là treo đến hơn một trăm bức một hai trăm bức tôi nhìn thấy rồi bất luận bạn quay đầu về hướng nào cũng là nhìn thấy a di đà phật ở trong đây tu hành thì mắt nhất định là đời đời nhảy bén được quả báo mắt trong sáng các bạn thử nghĩ có phải là đạo lý này hay không thứ hai là nơi sinh ra không có diệt ác quả báo mà Chúng ta nhận trong đời này Là do đời trước chúng ta tạo Trong đời này chúng ta tu nhân thù thắng Thì đời sau, đời sau nữa Nhất định sẽ sanh đến môi trường rất tốt Không nhìn thấy những hình ảnh ác Và cũng không nghe thấy âm thanh ác này Đây là phước báo Thứ ba, thường sanh chào nhà quyền quý Quý là gia đình tôn quý Gia đình tôn quý Không nhất định là giàu sang Không nhất định là giàu có Mà có đức hạnh Thì đây là tôn quý Bạn sanh vào gia đình này Thì cha mẹ Tổ tiên trong nhà này Đều tích đức Tích thiện tích đức bạn sanh vào trong gia đình này Đây là gì? Cảm ứng đạo giao Chính mình tâm hạnh thiện Thì nhất định thiện Tương ưng với thiện Tuy Phật ở trên kinh nói Cha mẹ với con cái có bốn loại duyên Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ Đây là nguyên tắc trong đời quá khứ Kết duyên này quá nhiều quá nhiều rồi Hay nói cách khác Cây duyên có thể làm cha mẹ Làm con cái này rất nhiều Rốt cuộc chọn cái nào để làm cha mẹ Việc này có quan hệ với tập tánh thiện hay ác Nếu như thường hay Nhìn tượng Phật thường hay xưng danh hiệu phật họ chọn cái duyên này nhất định là thiện duyên thứ tư thân có màu sắc vàng ống đây là hình dung thân tướng đẹp sáu căn đầy đủ không có khiếm khuyết Thân tướng xinh đẹp Thứ năm có nhiều đồ vật quý báu Đây là nói Phú quý Đời sống của bạn đầy đủ sung túc Nếu như đời sống không đầy đủ sung túc Thì không thể có những đồ vật quý báu này phạm vi mà Trong đồ vật quý báo nói cũng vô cùng vô cùng rộng. Gia đình mến đức mến thiện. Tuyệt đối không sưu tầm những đồ vật quý lạ hiếm có mà người bình thường thế gian xem đó là quý báu gia đình có đức hạnh có học vấn sưu tập sách vở họ hưởng thụ ở chỗ này như hiện nay thì việc này đã thuận tiện nhiều rồi hiện nay kỹ thuật in ấn phát triển thời trước đây gia đình nào có thể sưu tập được một bộ đại tạng kinh đâu chứ là việc không thể kinh điển vào thời xưa cho dù đến đầu năm dân quốc vẫn là in ấn bằng bản khắc gỗ in ấn không phải bằng mực in mà bằng khói của hạt thông có lẽ các bạn đều chưa từng nhìn thấy qua là khói của hạt thông hiện nay phòng khắc kinh kim lăng đã dùng mực in chứ không phải dùng khói hạt thông nữa sách thời xưa sách đó khi tay sờ vào thì trên tay giống như dính phấn vậy dính một phấn đen dùng khói hạt thông chà quét lên từng tờ từng tờ một in thành một cuốn sách nếu giống như bản kinh địa tạng này thì e rằng một người phải mất thời gian đến một ngày in từng tờ từng tờ sau đó mới đóng sách rồi cắt nó ngay ngắn rất khó khăn cho nên giá trị của cuốn sách là rất cao Gia đình không giàu sang thì không mua nổi Số lượng lại rất ít Hiện nay thuận tiện rồi Chế bản chụp hình Có thể in ấn Lưu thông số lượng lớn Vào đầu năm dân quốc Thời đó tôi biết Quê hương chúng tôi Giống như tỉnh An Huy Một tỉnh này nghe nói chỉ có hai bộ đại tạng kinh và còn một bộ là không hoàn chỉnh chỉ hai bộ hoàn chỉnh cho một bộ không hoàn chỉnh rất khó khăn người bình thường nếu muốn đọc kinh phải đến lầu tàng kinh trong chùa để mượn mượn nhưng không được đem ra ngoài chỉ có thể ở trong lầu tàng kinh lầu tàng kinh giống như là thư viện vậy mượn ra bạn cần thì chép tự mình chép tay sau khi chép xong thì trả lại Tạng kinh không được đem ra khỏi cửa Hiện nay kỹ thuật in ấn phát triển Chữ thu nhỏ rồi Cho nên một bộ đại tạng kinh Gọi là Long Tạng Chúng ta hiện nay in ra 160 quyển Giá thành rất rẻ Trong gia đình mình có thể cất giữ Là của báo Tùy bộ tứ khố toàn thư là quá lớn Nhưng bản tứ khố tập yếu Thì thuận tiện hơn nhiều Vào thời xưa Chỉ có đế dương mới có thể thu thập bảo tồn Mới có thể hưởng thụ Còn hiện nay trong dân gian chúng ta cũng có thể rồi Đài Loan in lại tứ khố tập yếu một bộ giá 50 dạng đồng Đài Loan Giá thành tương đối rẻ Số lượng 500 quyển sách Đóng bìa cứng Tương đương với 3 4 bộ Đại Tạng Kinh Là vật báo Cái này là đáng sưu tầm Chính mình có thể thọ dụng Có thể giáo dục thế hệ sau Cho nên đồ quý giá, phong phú Là không phải ở những thứ đồ cổ bằng ngọc Cái thứ đó không có gì Thật sự lợi ích Thật sự lợi ích là những kinh sách này Lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Thứ sáu Sanh trong nhà hiền thiện Phía trước nói Thường sanh trong gia đình quyền quý Là chú trọng ở chữ thường Quả báo này của họ không chỉ một đời Lợi ích công đức kéo dài rất nhiều đời Giống như phía trước nói một trăm lần sanh lên Cõi trời Đau lợi Thứ sáu Sanh trong gia đình hiền thiện Khác với phía trước là phước báo Đương nhiên Là họ mỗi đời Kém hơn một chút nếu như họ đời đời kiếp kiếp chịu tu Thì phước báo đó kéo dài vĩnh viễn không dứt Nhất định phải dựa vào tu đức Sanh vào gia đình hiền thiện Thứ bảy, sanh ra được làm vua Đây là hưởng thụ Phú quý của nhân gian Thứ tám, làm vua kim luân thứ chín sanh giàu cõi phạm thiên cấp bậc là càng ngày càng cao hoàn toàn xem bạn tu phước lớn hay nhỏ tu phước lớn hay nhỏ không liên quan đến tạo tượng lớn hay nhỏ phải hiểu cái đạo lý này là ở tâm bạn tu phước lớn hay nhỏ mà thôi tâm lượng bạn lớn dù tạo tượng nhỏ thì công đức cũng lớn tâm lượng của bạn nhỏ dù tạo tượng lớn bạn được phước cũng nhỏ cho nên không ở chỗ tượng lớn hay nhỏ mà ở chỗ tâm của bạn lớn hay nhỏ là ở chỗ tâm địa của bạn nhiễm hay tịnh nhất định phải hiểu cái đạo lý này ở trong phật pháp thật sự là pháp bình đẳng nếu như nói là tôi tạo tượng lớn thì phước sẽ lớn tượng nhỏ thì phước sẽ nhỏ như vậy thì chỉ có tiền mới có thể tu phước lớn được người nghèo khó thì không thể tu phước báo rồi cái này không bình đẳng mà ở trong phật pháp là bình đẳng người nghèo khó có khi tu phước còn lớn hơn gấp nhiều lần so với người giàu có là ở tâm thanh tịnh Phải hiểu được cái đạo lý này Thứ mười không đọa vào ác đạo Thứ mười một Đời sau vẫn còn kính trọng tam bảo Điều này rất quan trọng Mười câu phía trước đều là nói đến quả báo Một điều phía sau này là nhân Đây là ở trong Phật Pháp nói quả mà không bỏ sót nhân nói nhân nhất định phải nói đến quả báo cách nói này mới viên mãn đời sau vẫn còn kính trọng tam bảo có thể thấy phước đức này của họ vẫn còn dài lâu không phải trong một đời là hưởng hết hiện nay chúng ta quan sát thế gian người hiện nay có phước báo nhưng bạn quan sát tỉ mỉ phước báo của họ gần như hưởng hết rất nhanh tuổi thọ một đời vẫn chưa hết mà phước báo của họ hết rồi ở nước ngoài chúng ta nhìn thấy Rất nhiều công ty sập tiệm phá sản Tuổi của họ cũng không lớn lắm Đây chính là lúc hưởng phước Mà không biết tu phước Thật sự người thế gian Có thể kéo dài phước báo Đến hai đời ba đời là rất ít Hiện nay bản thân mình một đời có thể hưởng phước cả đời loại người này đã là ít thấy rồi thường thường thời gian hưởng phước đều rất ngắn lúc hưởng phước không biết tu phước lúc hưởng phước không biết làm lợi ích cho chúng sanh xã hội cho nên thời gian hưởng phước báo của họ rất ngắn ngủi điều này là rất quan trọng lúc hưởng phước nhất định phải biết tu phước phải biết được phước này từ đâu mà có phần nói ở trên kinh có thể nói hoàn toàn là nói đến cảnh giới của phạm phu tiền tài có người nào không cần tiền tài chứ không những trong tâm cầu tiền tài mà tham mê tiền tài vậy thì sai rồi không biết được giàu có là từ bố thí tài mà ra thật sự hiểu rõ đạo lý này, khi có tiền của thì toàn tâm toàn lực bố thí. Bố thí vô điều kiện. Hoàn toàn không cần suy nghĩ. Hiệu quả của bố thí, không cần suy nghĩ đến chuyện này. Ta bố thí là làm việc tốt, đi cứu người. Đương nhiên chúng ta không phải trực tiếp đi cứu độ. Nhất định là có một số người giúp đỡ Chúng ta giao cho người khác đi làm chuyện này Nếu như người ta Đem số tiền của này đi làm vào chuyện khác Hoặc giả tự mình lấy để hưởng thụ Đó là quả báo của họ Không liên quan đến ta Tâm ta phát ra là thuần chánh Phước ta được là viên mãn nếu như bạn còn suy nghĩ là tiền cứu trợ e rằng bị người ta ăn chặn hết nên không dám làm hay nói cách khác duyên tu phước của bạn bị đoạn mất rồi tu phước nhất định được phước nếu nghi ngờ suy nghĩ quá nhiều thì thường sẽ đoạn mất duyên tu phước của bạn biến thành người không có phước trong tâm thường hay suy nghĩ thường hay nghĩ đến những chuyện được mất này thì tương lai cảm được quả báo là ngu si không có trí huệ cho nên chúng ta dùng tâm chân thành thanh tịnh tâm từ bi để tu phước đương nhiên người ủy thác tu phước này thay cho chúng ta cũng phải quan sát nếu như không lựa chọn không quan sát đó là lỗi của mình không có tội mà có lỗi người được ủy thác này có thể tin cậy được rất ổn thỏa thì phước báo của bạn sẽ viên mãn người được ủy thác này không ổn thỏa thì bạn vẫn có phước báo nhưng phước báo của bạn không viên mãn mà thôi không phải là không có phước nhân quả ở trong đây rất phức tạp không phải có thể nói rõ ràng dễ dàng như vậy được các vị cần học nhiều kinh điển phải đọc nhiều tư duy nhiều dần dần từng bước bạn sẽ khai ngộ bạn sẽ sáng tỏ biết được mình phải tu phước như thế nào để cho mình đời đời kiếp kiếp chân thật có thể có được hạnh phúc mỹ mãn đời sống vật chất không thiếu thốn không thiếu thốn chính là phước báo không cần quá nhiều thông minh trí huệ khỏe mạnh trường thọ đời sau có thể có được hoàn cảnh sống tốt hơn hoàn cảnh sống cứu cánh viên mà hắn đích thực đó chính là thế giới tây phương cực lạc chúng ta hiểu rõ rồi Biết được rồi Thì trong đời này Nhất định phải toàn tâm toàn lực Đi tranh thủ Làm chuyện này Tranh thủ về thế giới Tây Phương cực lạc Những chuyện khác Đều có thể buông xả Đều có thể từ bỏ Trong đời này chúng ta tu học Nhân duyên quả báo Mới thật sự đạt đến viên mãn tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ giảng đến chỗ này a di đà phật